Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô, cán bộ, công nhân viên nhà trường cùng các thế hệ sinh viên thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. 18 tháng 5 năm 1988, 18 tháng 5 năm 2018 với một câu chuyện mang tên UT 30 năm hành trình và khát vọng. Chỉ đạo nội dung. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thư, Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Biên tập và kịch bản Thái Hiệp, Bích Hoài. Đạo diễn, thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Thái Hiệp, Phó trưởng phòng Văn hóa Nghệ thuật, Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa âm phối khí, Song Thi, Trọng Hiếu, Vô Nguyên. Sáng tác, Nguyễn Thái Hiệp, Song Thi, Lê Chí Hiếu thực hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ ngôi sao trẻ, ngôi sao trẻ media. Chương trình gồm có các tiết mục, tốt ca múa, mái trường đại dương, sáng tác Lê Xuân Thọ, biểu diễn sinh viên giáo viên trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Múa tương tác, cánh buồm cho khơi xa, âm nhạc vô nguyên, biểu diễn sinh viên Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Đơn Nam và Phụ Họa ra khơi, sáng tác Lê Chí Hiếu, biểu diễn Đặng Khắc Phượng Hoàng. Múa vượt sóng, âm nhạc Thái Hiệp, biểu diễn nhóm múa sinh viên Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Top ca múa cùng Dư Ti vươn ra biển lớn, sáng tác song thi, biểu diễn giáo viên sinh viên Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp ca múa, Dư Ti hướng về ánh mặt trời, sáng tác Thái Hiệp, biểu diễn cán bộ giáo viên sinh viên Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu